Chào mừng cô chú anh chị các bạn đến với shop lan rừng Hoàng Nhung tại Hải Dương ạ. Hôm nay là phiên buổi tối ngày 11 tháng 1 năm 2020. Chúc bác một buổi tối cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình ạ. Hai số điện thoại vẫn thường liên hệ của cơ sở em đó là 0393998895. Số điện thoại thứ hai là 0966121377 ạ. Địa chỉ nhà ở số nhà 143 đường Ít Kiêu, thị trấn Tân Lộc, huyện Tân Lộc, tỉnh Hải Dương. Thì các bác đến xem hàng thì tìm đến kho thương thực Tân Lộc hoặc là ngã ba cây xăng Tân Lộc nhé. Nhà em ở ngoài mặt đường rất là dễ tìm ạ. Như đã thông báo thì cũng sắp Tết rồi, thì có phiên buổi cuối năm như vậy thì em sẽ bán giá hàng tri ân cho mọi người. Thì các bác nào chưa có hàng gì thì các bác hãy nhanh tay đặt hàng nhé. Và từ giờ chắc em bán chắc còn khoảng mấy phiên nữa thôi thì cũng nghỉ Tết ạ. Bởi vì bên bưu điện họ không nghỉ. Trước mắt các bác đây thì nhà em vẫn còn cái lô mai đỏ đấy ạ. Đây, lô mai đỏ. Hàng này một bộ như vậy em bán đồng giá 250.000 đồng một cây này, 250.000 đồng một cây, đảm bảo là hoa chuẩn Tết các bác nhé. Hoa thì em đã cho các bác xem mặt bông lúc nãy em vừa quay đấy. Đấy, hoa thì đỏ đậm, cái dòng này ấy thì mình để ra nắng, càng nắng thì hoa nó càng đỏ hơn nhé, càng đỏ hơn ạ. Rồi chắc là còn khoảng 100 cây rồi lại thôi. Đấy, không, số lượng cũng không có nhiều. Mai đỏ ạ. Đấy, cây to hoa. Đây cho các bác xem mặt bông hoa ạ. Hoa này em để ở ngoài. Rất là đỏ ạ. 250.000 đồng một cây mai đỏ. Một vật hàng nhà em vừa cập bến chiều nay số lượng lớn đó là hoàng tử đỏ. Hoàng tử đỏ lô này thì lô này em nhập bán chiến cho mọi người nhân dịp cuối năm nhé. Hoàng tử đỏ ấy. Hàng này thì là hàng đa phần chưa nụ nhé. Các bác nào chưa có thì các bác có thể sưu tầm về một dòng này. Dòng này thì nở hoa, nhưng mà phiên em bán là nở hoa Tết ấy. Nhưng mà lô này thì hơi mượn một xíu là sẽ nở hoa xuân ạ. Bình thường em bán là 200.000 đồng một cây. 200.000 đồng một cây. Cuối năm em bán giá bán hàng không lợi nhuận luôn ạ. Bán hàng chiên cho các khách một năm đã gắn bó với em. Em bán là 150.000 đồng một cây. Giá rất là rẻ luôn đấy ạ. Cây rất là đẹp các bác nhé. Để em cho các bác xem mặt bông của hoàng tử đỏ. Đây là mặt bông của hoàng tử đỏ ấy. Ngoài hoa rất là dài, hoa màu đỏ rực luôn ạ, mang lại sự may mắn cho gia chủ ấy ạ. Hoa này thôi còn gọi là hoa của phong thủy các bác nhé. 150.000 đồng một cây này, để giá cực kỳ rẻ. Tiếp theo là đai châu đỏ chấm mi. Đai châu đỏ chấm mi giờ cũng còn vài chậu cây đó, thứ nhất là nó nhỏ hơn này, thứ hai là cây một số cây to nhưng mà lá nó hơi lỗi một xíu, em cũng bán giá ưu đãi cho mọi người luôn ạ. 250.000 đồng một cây. 250.000, chỉ 250.000 thôi ạ. Bình thường dòng này em bán là 300.000 đồng một cây nhé. Đai châu đỏ chấm bi ạ. Số lượng cũng còn khoảng chắc là khoảng hơn chục cây nữa thôi ạ. Cây rất là đẹp. Một mặt hàng nhà em vừa cập bến chiều nay đó là phi điệp lai ạ. Dòng phi điệp lai mỗi chậu gồm hai thân như vậy. Cây rất là đẹp luôn. Các bác có thể nhìn chiều dài một găng tay này, tầm khoảng hơn hai găng tay. Đấy, tầm hai găng tay các bác nhé. Cây rất là đẹp. Em bán giá tri ân là 200.000 đồng một bầu ạ. Bình thường trong năm em bán là 250.000 nhé. Đấy, riêng phiên cuối năm thì em bảo là bán giá tri ân, coi như là tổ chức một chương trình và tri ân cho các bác ạ. 200.000 đồng một bầu, bầu gồm hai thân, cây rất là đẹp ạ. Tiếp theo là phi điệp 6 mắt này. Tiếp theo là phi điệp 6 mắt ạ. Em còn vài bầu như vậy. Phi điệp 6 mắt 230.000 đồng một bầu này. Hôm nay để giá ưu đãi cho các bác. Những bầu có hai thân thì nó sẽ còi hơn, ngắn hơn ạ. Đấy. Bầu một thân như vậy. Đấy, mập hơn ạ. 230.000 đồng một bầu. Còn khoảng 20 chậu thôi ạ. Tiếp theo là 5 cánh trắng Thái Bình này. 5 cánh trắng Thái Bình. Mỗi chậu như vậy em bán là 260.000 đồng một bầu. Hôm nay cũng để giá ưu đãi luôn. Còn 3 chậu. Còn 3-4 chậu thôi ạ. 260.000 đồng một bầu ạ. Tiếp theo là 5 cánh trắng hộp hồng này. 5 cánh trắng hộp hồng. Hàng ươm ki các bác nhé. Dòng này thì đang chuẩn bị xương lá này. Các bác thì đang chuẩn bị xương lá. Sắp tới thì ra mùa hoa. Đó là khoảng mấy tháng nữa. Em bán là 230.000 đồng một bầu ạ. Một bầu gồm chậu một thân. Chậu một thân dài từ khoảng một găng tay, hai găng tay, ba. Dài từ 50 đến 60 cm các bác nhé.
50-60 cent, 5 cánh trắng họng hồng, hàng ươm kỳ. Mặt hàng tiếp theo đó là kiếm Thái, kiếm vàng của Thái. Mỗi chợ như vậy em bán là 150.000 đồng một bầu. Dạ, cực chiên ạ, em còn 4, chắc là còn 4 màu nữa ạ. Số lượng cũng không còn nhiều. Hàng kiếm vàng của Thái nhé, 150.000 đồng một bầu. Đây là mã IC1005 này, IC1005. IC, đây là mã bao nhiêu đây? Đây là IC1003 này, IC1006 này, và IC1004 ạ. Còn đây là giả hạc 5 cánh trắng HO và 5 cánh trắng Phú Thọ, hàng giao hạt các bác nhé. Mỗi bầu như vậy em bán là 70.000 đồng một bầu. Vẫn là combo 200.000 đồng ba chậu ạ. 200.000 đồng ba chậu, hàng giao hạt các bác nhé. Hàng cây là bé xíu thôi. Đây là HO này. Còn dưới đây là Phú Thọ. 5 cánh trắng Phú Thọ. Đấy. Bác xem. Em còn 4 chậu giá hạt khao hoa lá biên, giá hạt khao hoa lá biên ạ. À, còn 3 chậu một bác cũng đặt hàng rồi. Giá hạt khao hoa lá biên này 230.000 đồng một chậu. Hàng lá biên các bác nhé. Tiếp theo là các cây vanda. Vanda phiên buổi tối ngày hôm nay em thanh lý là 160.000 đồng một cây, hàng đang nụ. Cây thì rất là ok, giờ chỉ đa phần là còn màu đỏ nâu ấy, đỏ nâu, màu đỏ đô ấy, với cả màu vàng, hàng đang nụ đấy ạ. Đây là con mây cây đỏ nâu này, dễ này các bác ơi. Hàng rất là ok ạ. Còn đây là Mokara, hàng nhà em đang thanh lý 150.000 đồng một cây. 150.000 đồng một cây. Hàng này thì chắc là giờ các bác về làm giống cho năm sau đấy ạ. Hàng này cứ trồng trong chậu, vỏ lạc chỗ sơ dừa ấy, rất là dễ trồng các bác nhé. 150.000 đồng một cây Mokara. Tiếp theo là Dai Châu Blue ạ. Dai Châu Blue, hàng đang nụ như vậy, 230.000 đồng một cây các bác nhé. 230.000 đồng một cây. Đây cho màu lu, màu hoa xanh tím ạ, màu hoa xanh nhất. Một dòng hoa Dai Châu Lai với Vanda. Em còn 2 cây Dai Châu Thái ạ, 2 cây Dai Châu Thái. Hàng làm giống thôi. Hàng này thì một nụ thì bị thui, nụ này thì vẫn còn này. Hàng này chắc các bác xem được hoa bói năm nay, còn hoa đẹp hơn sẽ là năm sau ạ. Em bán thanh lý luôn 250 hai bầu này. 250 hai cây Dai Châu Thái này ạ. Cây này nó hơi bị dập lá một tí ấy. Tiếp theo là phụ nữ cá mập hàng ngày họ đã ra hoa rồi, hàng đang hoa ấy ạ. Hoa này rất là thơm. Hàng này em đang thanh lý là 120.000 đồng một bầu nhé. Phim buổi tối ngày hôm nay em thanh lý luôn ạ, 120.000 đồng một bầu. Giá dao động thì bình thường thì sẽ là từ 150 đến 180. Rất là nhiều thân nhé, một chậu rất là nhiều thân các bác ạ. Đây. Rất là nhiều thân luôn. Cái này các bác phải trồng phụ nữ thì trồng khá là dễ này. Mình trồng tránh việc ươn nước không là được ạ. Em còn 2 chậu Dendro Úc mắt đen, hàng đang lên mầm này. Ủa, rất là sai ạ. Đang nụ hoa nhá, nụ hoa chi chít đây. Dòng này các bác về các bác nhớ cái đang thời kỳ ra hoa các bác cắt nước cho em nhé. Nhiều bác lại thấy nụ thì vẫn tưới nước đều thì họ cây ra kim mất ạ. Em còn 2 chậu như vậy em bán là 370.000 đồng một chậu ạ. 370.000 đồng một chậu. Còn 2 chậu kiểu Thái Lai, 2 chậu kiểu Thái Lai. Bình thường là 220.000 đồng một chậu. Bình thường 220.000 đồng một chậu. Em bán cả 2 chậu này là 350, thanh lý luôn. 350 2 chậu này ạ. Tiếp theo là lô kiều tím miền Trung. Một số nơi thì có thể là kiều hồng, tùy vào độ đậm nhạt của hoa nhé. Kiều tím miền Trung hôm nay em bán giá tri ân riêng phim buổi tối ngày hôm nay ạ. 300.000 đồng một cân này, 300.000 đồng một cân. Hàng từng khóm rất là dễ ghép các bác ạ. Khóm vừa. Hàng kiều tím thân lùn nhé các bác nhé. Cây rất là đẹp luôn. Hàng đã cắt tỉa gọn gàng ạ. 300.000 đồng một cân kiều tím miền Trung ạ. Còn đây là lô Dai Châu rừng. Hàng làm giống thôi. Cả lô là em bán là 400.000 này. Cả một lô đấy ạ. Rất là nhiều các bác nhóc. Tầm hơn cân đấy. Còn đây là hoàng thảo xoắn. 200.000 cái chỗ này.
Hàng làm đúng. Hàng đang xanh lá, hàng làm đúng là 200.000 hàng luôn hả hắn ạ. Còn đây là Châu Như Hồng F2 ạ. Châu Như Hồng F2. Em còn gốc mã như sau. Mã 11 này, 300.000 đồng. Hàng đang lên mầm gốc đây. Đang nụ các bác nhé. Đang nụ này. F11 300.000 đồng. F13 680.000, gồm hai thân rất là dài ạ. Hai thân rất là dài và một kỳ con nè. Hàng tất cả cái hàng này thì đều đang sưng cấp mắt nụ rồi. Đang sưng cấp mắt nụ rồi các bác ạ. Đây là F8 này, F8 ba thân 900.000. Chậu ba thân rất là đẹp mập này, đang lên các kỳ con này. F9 này 350.000. Chậu một thân dài và một thân ngắn, đang lên cái mầm gốc đây, mầm gốc rất là khỏe các bác nhé. Hàng đang nụ hết rồi, tất cả các cây hề đều đang nụ được các bác nhé. Đây là F7 này, F7 330.000 ạ. F7 330.000 này, thân rất là dài. F6 ba thân 830.000 ạ. Nụ này này các bác có thể coi một mắt ngủ ra được ba nụ hoa rất là sai đúng không ạ? Cực kỳ sai nhá. F6 này, ba thân 850.000 này. Còn đây là F hình 2 hay gọi F2 ấy. Thì 330.000, 330.000 ạ. À, đây còn một chậu dendro úp mật đen đây. Đấy, hoa dendro úp mật đen, hoa rất là to. Các bác có thể coi hoa rất là to và đẹp nhé các bác nhé. Đấy, rất là sai luôn. Em vẫn còn 4 chậu địa lan quân tử ạ. Địa lan quân tử hàng lá mít này. Hàng lá mít. Cái này thì bác có thể trồng vào cái chậu như này để trên bàn làm việc rất là xinh ạ. 100.000 đồng một cây. 100.000 đồng một cây. Đây, lan quân tử hàng lá mít. Cây lá rất là đẹp luôn. Mập mạp ạ. Tiếp theo là các chậu sơn thủy tiên hàng thuần. Mỗi chậu như vậy. Còn 4 chậu thôi ạ. Em bán là 220.000 đồng một chậu nhá. Bình thường là 250 một chậu. Hàng này thì là hàng đã thuần rồi. Các bác về chỉ việc treo lên thôi. Còn đây là cáo, hàng cáo thuần còn 4 chậu. 4 chậu cáo này. Đấy. Có một chút xuất sát về lá nhá, và còn 4 chậu cuối thôi. Em để giá ưu đãi là 170.000 đồng một chậu. Một chậu gồm 3 cây, thường sẽ là 3 cây ạ. Thanh lý luôn ạ. Đây là hoa mộc lan. Không biết là các bác là nở hoa chưa. Nhà em thì đã nở hoa rồi. Hoa thì cây này rất là thơm luôn các bác ạ. Hoa mộc lan đa phần là màu hồng tím thôi. Cánh hoa của nó rất là dày ấy. Rất là dày và thơm. Bông hoa rất là to ấy ạ. Bác là theo dõi Zalo em có thể nhìn mặt bông em quay trực tiếp rồi ấy. Em còn 3 chậu đơn cam lai hay là đơn gọi là đơn cam ánh mặt trời ạ. Bình thường em bán là 220.000 đồng một chậu. 3 chậu này em bán là 350 ạ, thanh lý. 350 giá cực kỳ rẻ luôn. Các bác nào chưa có thì có thể sưu tầm về trong khu vườn của mình nhé. 330.000 đồng 3 chậu này. Ngoài ra thì nhà em vẫn bán các chế phẩm thuốc dành cho lan như là bả sen này, phân bón lá và NPK 30, 10, 10, 20, 20 đều này. 6, 30, 30 thì đã hết. Kích hoa 6, 30 thì đã hết này. Hệ duy xanh, duy đỏ. Các dòng duy này thì mùa xuân phun rất là nhiều. Các bác có thể mua trước. Cho phun qua Tết thì mình phun cho cây rất là tốt ạ. Còn đây là Atonic này, kích dễ Atonic này. Bencona rồi là B1.